sẽ giới thiệu các bạn một bài mà như kiểu phải nói là huyền thoại, đó chính là đọc tiếng Anh nó là Mirage các bạn, Mirage đó. Còn theo tiếng Việt mình hay gọi tên của bài đó là Mirage đó. Đây là tên tiếng Việt mình hay đọc nhá. Còn tiếng Anh thì nó khá là khó đọc và mình cũng khá là kém cho cái phần phát âm á, cho nên các bạn thông cảm cho mình. Đây đây là phiên bản V3 nha, và cái gọi là chủ nhân thiết kế cái bài này nó là Patrick Kuhn các bạn đó. Và đây là một cái anh ở da khá là nổi tiếng đó. Nếu bạn nào chờ thật thì sẽ biết nhiều chiếc của anh ấy, skill khá là ảo đó. Và đây là phiên bản V3, tức là phiên bản thứ ba đó, được ra mắt năm 2018 các bạn nhé. Đây đó, bên ngoài nó in một cái lớp như kiểu mực bóng đó. Mực bóng các bạn đó. Đây một bài mình đã khui rồi đó, cái tem nó thì màu đỏ như này và một bài màu đen nha. Ok, một bài khá đẹp và giá hiện tại của nó thì cũng khá là mắc các bạn ạ. Nó vào khoảng nếu mà mới nhá, mới thì khoảng hơn 300.000, còn nếu mà đã khui rồi thì nó dao động khoảng 250 đến 350, tùy vào cái phiên bản các bạn mua nhá. Càng mà càng cũ thì nó sẽ càng mắc. Ok, và đây là phiên bản thứ ba này. Hình như hiện tại tính đến thời hiện tại là có 4 phiên bản các bạn, như là 4 phiên bản. Còn thêm thì mình không rõ nhá, như là 4 phiên bản với 4 màu sắc khác nhau. Còn chất liệu thì mình cũng chưa có được sở hữu toàn bộ các vi, mình chỉ có V3 thôi. Và hôm nay mình sẽ rí cho bạn xem bộ bài. Đó. Đọc thì khá là khó, đó là Murex phải. Đó. Ok. Rồi đến ngay với những chi tiết bên trong. Thì cái vỏ bài thì mình thấy là vỏ bài thì cái phiên bản này thì nó theo mình đọc ấy, thì nó được nâng cấp hơn, nó là vỏ cái thứ nó dày hơn các bạn. Đây này, khá đẹp này, nó có cái biểu tượng này. Đó. Ok, được in mực mực bóng nhá. Bạc lanh lanh. Đó. Ok, và đây là cái biểu tượng này. Khá đẹp. Đó. Ok. Rồi, chúng ta đến với những ui mặt sau này bạn này. Đó, không biết các bạn có bị bóng không, tại vì mình đang quay buổi tối á và ánh đèn là chiếu xuống á, nó khá là bóng. Đó. Ok. Rồi, chúng ta có ngay với hai lá Joker. Đó, ok nhá, hai lá Joker hình này. Đó. Và bộ bài này thì được sáng tạo để dành cho cả Kadichi lẫn để chơi ảo thuật được bạn nhá. Dành cho cả hai luôn, cho nên là thiết kế thì nó cũng không có gì là đặc biệt, như kiểu không có mấy cái thiết kế là những cái chi tiết khác đâu. Chỉ có cái hình này giống bình thường này. Nó không có những cái chi tiết dành cho Kadichi. Thực ra nó chỉ dành cho cái mặt sau thôi. Mặt sau thì các bạn múa bài các bạn chơi gái chi thôi. Còn mặt trước thì nó để dùng chơi ảo thuật, cho nên là nó vẫn sẽ in theo kiểu nguyên thủy các bạn. Đó. Ok nhá. Cái phần JKK nó hơi khác một chút thôi. Đó. Chất giấy thì tí nữa mình sẽ nói cái chất giấy của bài này. Đó, mình thấy khá là tốt đây. Đó. JKK khá là khác một chút thôi. Còn thiết kế thì nó cũng khá giống Bicycle bình thường để cho chúng ta chơi ảo thuật các bạn. Ôi, cái chất tép này thì quy nó sẽ tóc đỏ như này. Ok, mình sẽ lướt nhanh qua nha. Đây, chất bích thì màu sắc thì nó cũng khác một chút các bạn. Đó, đấy các bạn nhìn rõ mà. Đây, lá quy này, di này. Đó, ok, và đây là lá bích chúng ta. Tên một bài. Đó. Ok, rồi, ta nói đến cái mặt sau. Thì thiết kế thì quá là huyền thoại rồi các bạn. Bộ bài này chất giấy của Đài Loan các bạn ạ, Taiwan, Đài Loan nhé. Chất giấy nó không phải dày lắm đâu, nó là tầm trung các bạn ạ. Không phải dày, không phải mỏng, nó tầm trung để các bạn chơi ảo thuật, chơi Kadichi đều được nhé. Chất giấy tốt đấy các bạn. Đó, chất giấy này giống cái bộ ngày lần trước mình, bộ màu xanh là... Bộ màu xanh ngày lần trước mình có review bộ bài cũng của Taiwan thôi. Đó, thì nó cũng chất, nó liệu nó cũng gần giống bài này. Thì tí mình sẽ đặt link ở phía trên để cho bạn nào bạn chưa xem video thì bạn có thể qua xem nha. Tên một bài thì mình cũng lâu lắm nên mình không cầm lại cho nên mình không nhớ nhá. Đây chúng ta có bộ bài chất liệu tốt thế này, dùng Kadichi cực đẹp luôn. Đó. Đây cái thiết kế mặt sau này các bạn nhìn kỹ đây. Đó, thiết kế này để múa bài cái thứ thì khỏi chê các bạn. Mình đang cầm, mình đang đeo vào tay nên là khá là khó. Đây, thiết kế khá đẹp nhá. Ok, chất giấy khá là tốt. Giá thành thì nó cũng không phải đắt lắm đâu, nó vào khoảng 250-300 ngàn. Đó, ok, của da Pachiko, cực kỳ nổi tiếng các bạn. Ngày trước của bài này cực kỳ hot nhá. Ngày trước bài này cực kỳ hot. Dạo gần đây thì nổi lên như kiểu Fonte, như kiểu là mấy cái bài hãng nó ra nhiều phiên bản mới, nó
hot. Còn bây giờ thì còn ngày xưa thì nó bộ bài rất là hot các bạn ạ. Bộ bài thì cái phiên bản đầu tiên nó ra mắt lâu lắm rồi, hai mươi mấy gì đó, nó là gần chục năm trước, hơn chục năm trước rồi. Ok, và đây là bộ bài đọc theo nghĩa tiếng Việt, đọc theo tiếng Việt đó là Mirage các bạn. Đó, ok. Rồi, và nếu hay like, share, ủng hộ mình nha, để mình tiếp tục ra những video về ảo thuật cho bạn xem nha. Ok, đó là gì?